Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, đại án Việt Á được coi là một trong những vụ án gây rúng động, được đông đảo dư luận đặc biệt quan tâm trong những năm qua. Tháng 1 năm 2024 mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử sơ thẩm phạt tù 38 bị cáo trong vụ án. Trong số đó có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và một số bị cáo khác đã có đơn kháng cáo. Sau 5 tháng bản án sơ thẩm được tuyên, Tới đây, tòa án nhân dân cấp cao sẽ mở phiên phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo, xin giảm án phạt của những bị cáo này. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long sắp hầu tòa phúc thẩm Ngày 15 tháng 5 tới đây, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm với 11 bị cáo và ba người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong đại án Việt Á. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa, Hiện có hơn 10 luật sư tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có luật sư Trần Nam Long bào chữa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày liên tục. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch Kim Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Ngoài ra, một số bị cáo khác cũng kháng cáo, trong đó có bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế, tổng cộng 12 bị cáo trong vụ án có kháng cáo. Công ty Việt Á kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước, số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kích xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân, không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Công ty Việt Á còn yêu cầu các tổ chức mua test xét nghiệm không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho Việt Á theo hợp đồng như đã ký kết. Phía Việt Á còn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét về phần tài sản liên quan. Trước đó, ngày 12 tháng 1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 29 năm tù về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thanh Long nhận mức án 18 năm tù tội nhận hối lộ. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng nhận án 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai cựu lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ là Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng, phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, cùng bị tuyên phạt 3 năm tù. Theo nội dung vụ án, đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương biện pháp để ứng phó, trong đó có giao cho Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tích cực triển khai việc nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Khi đó, Phan Quốc Việt đã đặt vấn đề thống nhất với Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ về việc giúp công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài phát triển kích chẩn đoán viêm phổi do virus corona do Học viện Quân y chủ trì với mục đích sử dụng kết quả để sản xuất bán thương mại kích xét nghiệm. Tổng giám đốc Việt Á thỏa thuận về việc chia phần trăm doanh thu của công ty Việt Á từ việc tiêu thụ kích xét nghiệm, trao đổi bàn bạc để giúp công ty Việt Á sử dụng biên bản nghiệm thu đề tài để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành sản xuất, bán ra thị trường, giúp công ty Việt Á hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần, với tổng số tiền 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng. Ngoài ra, để tiêu thụ kit xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống, Phan Quốc Việt và cấp dưới đã thông đồng, cấu kết với lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế công lập thực hiện hành vi trái quy định về đấu thầu, ứng hàng sử dụng trước, hợp thức thủ tục Hồ sơ thanh toán sau theo đơn giá do công ty Việt Á đưa ra. Quá trình tiêu thụ kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt chỉ đạo các nhân viên tính toán và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, trực tiếp hoặc chỉ đạo đưa hối lộ tổng cộng hơn 34 tỷ đồng cho các lãnh đạo nhân viên tại các cơ sở y tế công lập trên phạm vi cả nước. 2,2 triệu đô la Mỹ được hối lộ cho cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ra sao? Trong phiên xét xử sơ thẩm đại án Việt Á, trước những câu hỏi thẩm vấn của hội đồng xét xử cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhiều lần nói tôi sai tôi xin lỗi vì có hành vi nhận 2,25 triệu đô la mỹ từ việt á tuy nhiên ông long lại phủ nhận việc gợi ý đòi hỏi tổng giám đốc việt á đưa tiền ông long nhắc lại bối cảnh xảy ra vụ án khi ấy tình hình dịch covid 19 rất cấp bách đòi hỏi đặt ra là phải có một sản phẩm về kit xét nghiệm để phục vụ phòng chống dịch Khoảng tháng 2 năm 2020, ông Long mới chuyển công tác từ Ban tuyên giáo Trung ương về Bộ Y tế. Theo lời khai của ông, trước thời điểm cấp phép 2 ngày, ông mới biết đến kích xét nghiệm của Việt Á. Thời điểm đó, thư ký Nguyễn Huỳnh có nhờ ông Long nói với một số đơn vị liên quan tại Bộ Y tế để thúc đẩy quá trình cấp phép cho kích xét nghiệm của Việt Á. Nhưng ông Long từ chối không muốn dính vào vì rất phức tạp. Ở giai đoạn cấp phép chính thức, ông Long thừa nhận có việc đôn đốc nhưng là đôn đốc chung chứ không chỉ riêng kit test Việt Á. Ông Long lý giải đôn đốc vì muốn có nhiều sản phẩm trong chống dịch để tạo sự cạnh tranh và đã có tới 169 sản phẩm test được cấp phép. Ông nhận trách nhiệm về việc đôn đốc các đơn vị trong cấp phép lưu hành cho kit xét nghiệm của Việt Á. Khi chủ tọa hỏi ông Long có can thiệp gì để giúp công ty Việt Á trong quá trình cấp phép phân phối kit xét nghiệm hay không. Ông Long khẳng định không có bất cứ ưu ái nào, thậm chí sau giai đoạn cấp phép tạm thời, việc từng nhờ người tác động nhưng ông Long đã từ chối và yêu cầu cứ làm theo quy định pháp luật. Khi chủ tọa hỏi, bị cáo nói rất công tâm nhưng tại sao lại nhận tiền từ Việt Á? Ông Long vừa cúi đầu vừa nói tôi đã sai, tôi xin lỗi. Tại tòa, ông Long khai đã nhận 2,25 triệu đô la Mỹ từ Phan Quốc Việt, trong đó 2,2 triệu đô la Mỹ nhận thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh. 50.000 đô la Mỹ nhận trực tiếp. Thời điểm đưa và nhận tiền là khoảng 9 đến 10 tháng sau khi Bộ Y tế cấp phép tạm thời lưu hành cho kit xét nghiệm của Việt Á. Ông Long khẳng định không yêu cầu đòi hỏi Việt Á chi tiền. Khi thư ký Huỳnh đưa tiền cho ông đều nói là do Việt Á làm ăn được nên cảm ơn. Trước lời khai trên, chủ tọa gọi bị cáo Nguyễn Hình lên đối chất. Cựu thư ký Huỳnh khẳng định, có hai lần ông Long nói rằng cần việc hỗ trợ giải quyết công việc mỗi lần yêu cầu đưa 1 triệu đô la Mỹ. Đối chất lại, ông Long một lần nữa khẳng định, không yêu cầu đòi hỏi Việt Á phải chi tiền, ông Long phân trần. Tôi không nhớ nói gì để Huỳnh hiểu nhầm, nhưng không bao giờ mà sau 9 tháng kể từ khi cấp phép, tôi lại yêu cầu việc phải đưa tiền. Có lần tôi còn mắng Huỳnh không được dính dáng làm ăn gì với Việt Á. Tiếp tục hai ông Long cho biết có lần Huỳnh ca ngợi Việt Á, thì ông còn mắng ăn vàng ăn bạc gì của Việt Á mà ca ngợi như thế. Cuối phần trả lời xét hỏi, ông Long cho biết quá trình điều tra, ông đã thể hiện sự thành khẩn, tác động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Tại phiên xử sơ thẩm, ông Long bị viện kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù. Hội đồng xét xử căn cứ và nguyên nhân bối cảnh phạm tội, tính chất mức độ hành vi, tình tiết giảm nhẹ tăng nặng công tội của các bị cáo khi luận hình. Trong đó hội đồng xét xử cũng xét đến các tình tiết giảm nhẹ của ông Long. Như có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn ăn năn hối cải, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục hết hậu quả vụ án, gia đình có công với cách mạng, Bộ Y tế và nhiều tổ chức cá nhân có văn bản đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo, từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ, cùng ở nhóm tội nhận hối lộ bị cáo Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng thư ký ông Long nhận mức án 9 năm tù theo hội đồng xét xử với cương vị là bộ trưởng Bộ Y tế, là người đứng đầu ngành y tế trong khi dịch bệnh đang bùng phát, chính phủ nhân dân đang gồng mình chống dịch, ông Long đã trợ giúp công ty Việt Á cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức cho test xét nghiệm trái quy định của pháp luật, hiệp thương giá, công khai giá để tạo mặt bằng giá giúp công ty Việt Á thu lợi bất chính. Quá trình giúp đỡ công ty Việt Á, ông Long được Phan Quốc Việt đưa hối lộ 4 lần. Kết quả điều tra xét xử công khai tại phiên tòa đủ căn cứ kết luận ông Long phạm tội nhận hối lộ. Hành vi sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long đã xâm phạm và hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, làm suy giảm niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giúp Phan Quốc Việt thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh, nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của nhân dân. Trong lời nói sau cùng, Ông Nguyễn Thanh Long bày tỏ sự ân hận xót xa, đau khổ vì những sai phạm bản thân đã gây ra. Ông Long nói, bị cáo có lỗi với gia đình, với đồng nghiệp, có lỗi với nhân viên ngành y tế. Bị cáo xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả bị cáo thành thật xin lỗi. Cựu Bộ trưởng nhiều lần nói đau xót, hối hận và mong hội đồng xét xử có cái nhìn khoan hồng cho bị cáo và các bác sĩ, nhân viên ngành y tế có sai phạm trong vụ án này. Lần lượt từng góc tối liên quan đến việc Á đã được cơ quan chức năng bóc gỡ và đưa ra ánh sáng liệu rằng trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới các bị cáo có thể cung cấp những tình tiết mới nào để hội đồng xét xử có thể giảm nhẹ hình phạt tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo